chứ. Tao là hôm qua là tao cấm không có cho đi chơi rồi. Đang ngủ rồi, đang đang mai đang muốn ai làm nè. Trời nó lát chiều chiếu nó lên đằng dầu thì nó về nó mai. Chưa, đâu có về đâu nước. Để hai lính cũ mà giờ này nó chưa tụ, nó mùng 6 mới tụ. Về sớm không? Sớm chứ. Mấy giờ? Sáng tôi về. Tao sáu rưỡi là tao về đó. Về chở người ta đi chùa. Mấy bữa trước sao không có mũi mà bữa nó sao mũi quá quý ơi. Dạ. Tao phải lên Trại Lâu Long tao bảo quạt mới được.
được hả? Đã qua cầu này chứ. Qua cầu này rồi. Qua cầu này gần tới còn khoảng 4 cây số nữa là cái nó bắt đầu nó quấn lộn mình đó. Sao nó không quay bản ta? Bạn chưa, nó còn chưa cho đi. Chưa thấy mình ở đâu quay bản. Đi bản tá là một nó quá hả? Ừ. Chắc mới á. Phải không? Thì như kiểu mình cũng được đi lại.
đạo để ủng hộ xây dựng.